Tuổi sử hợp màu gì? Màu nội thất nhà hợp phong thủy. Theo phong thủy, gia chủ tuổi sử khi lựa chọn màu nội thất phù hợp sẽ mang nhiều may mắn, tài lộc, bình an cũng như thuận lợi trong cuộc sống. Người tuổi sử thuộc mệnh gì? Người tuổi sử theo ngũ hành được chia làm năm mệnh khác nhau. Người tuổi ất sử thuộc mệnh kim sinh năm 1925, 1985. Người tuổi đinh sử thuộc mệnh thủy sinh năm 1937, 1997. Người tuổi quý sử thuộc mệnh mộc sinh năm 1973. Người tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa sinh năm 1949, 2009. Người tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ sinh năm 1961, 2021. Khi đã biết tuổi sửu thuộc mệnh gì thì theo phong thủy ngũ hành sẽ biết được tuổi sửu hợp màu gì. Màu nội thất cho người tuổi sửu hợp phong thủy, người tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ 1961, 2021. Màu đỏ đem lại sự may mắn, tình yêu tài lộc cho người tuổi tân sửu. Đối với người tuổi Tân Sửu mệnh thổ sử dụng đồ vật màu cam để làm tăng tính tư duy và sáng tạo, giúp đạt hiệu quả cao trong công việc, tuy nhiên không nên sử dụng màu cam đậm mang ý nghĩa dối lừa, không tin tưởng. Màu tím với người tuổi Tân Sửu tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, giàu có và thèm khát. Còn với màu tím nhạt tượng trưng cho sự lãng mạn và hoài bảo, nhưng tím đậm là tượng trưng cho màu buồn và vô vọng. Người tuổi Tân Sửu sử dụng màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, cảm thấy thoải mái khi hoạt động dưới nắng vàng làm cho đầu óc linh hoạt màu vàng cũng là biểu tượng của hoàng gia, quý tộc, mang ý nghĩa danh dự và lòng trung thành. Tuổi tân sửu mệnh thổ khắc với màu xanh lục, ra trời màu này gây khắc chế sự may mắn và màu xanh lá làm cho sức khỏe bị suy yếu, công việc bị cản trở, con đường tình duyên thì lận đận. Bên cạnh những màu tương sinh còn có những màu tương khác như màu xanh lá vì thổ sinh mộc và tránh những màu thuộc mệnh kim như trắng, xám và màu ánh kim, người tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, 1925-1985 thiết kế nội thất với gam màu vàng nâu hợp phong thủy cho người ất sầu mệnh kim với người mệnh kim sử dụng màu vàng giúp tăng thêm sức mạnh năng lượng dồi dào tinh thần thoải mái sảng khoái để cho căn nhà trở nên ấm cúng thì sử dụng màu trắng điểm thêm chút màu đen và kết hợp thêm các tông màu gần giống với trắng như màu kem sữa hoặc thêm chút hành hỏa đỏ việc kết hợp màu sắc hài hòa khiến cho ngôi nhà của mình bình an và tràn đầy năng lượng thư giãn mỗi khi ở trong ngôi nhà nâu đất là tông màu hợp với ngưỡng sử mệnh kim hay sử dụng những vật phẩm phong thủy màu này để trang trí bàn làm việc giúp cho tinh thần được sảng khoái, tỉnh táo để giải quyết công việc tốt nhất, dù khó khăn nhưng bạn vẫn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Những người mệnh kim nên tránh sử dụng các màu tương khắc với bản mệnh để hạn chế những rủi ro và đảm bảo sức khỏe cho bản thân và may mắn cho gia đình. Người tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, 1937, 1997. Màu xanh tốt cho người tuổi đinh sửu mệnh thủy mang lại nhiều may mắn cho gia chủ, giúp cho người mệnh thủy có thể tập trung và nhẹ nhõm tinh thần, làm việc hiệu quả hơn. Màu đen giúp đem lại cảm giác yên ổn và sâu lắng trong tâm hồn của gia chủ tuổi đinh sửu mệnh thủy, cũng giúp họ tập trung trong suy nghĩ và làm việc hiệu quả. Khi trang trí nội thất bằng gam màu trắng không những mang lại sự hòa hợp và cân bằng về âm dương ngũ hành mà còn giúp không gian của người tuổi đinh sửu mệnh thủy trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn. Tuổi đinh sửu mệnh thủy kỵ nhất màu thủy và hỏa tương khắc nên sẽ không hợp với màu đỏ, cam, tìm những màu gây nóng này bực tức trong tinh thần người mệnh thủy. Thổ cũng tương khắc với thủy nên nhưng màu vàng, nâu đất, nâu nhạt sẽ tiết chế sự may mắn, giàu sang của người mệnh thủy, người tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, 1973. Theo phong thủy tuổi quý sửu 1973 mệnh mộc hợp với màu đen, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lá và kỵ với màu bạc, vàng ánh kim. Đối với người mệnh mộc lựa chọn màu đen cho vật trang trí hay đồ dùng sẽ giúp họ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người mệnh Mộc không phù hợp với gam màu sáng nên màu đen tương thích với bản mệnh của họ giúp mang lại sự tự tin, may mắn và hạn chế xui rủi. Màu xanh dương giúp người tuổi quý sửu mệnh Mộc được may mắn, tài lộc và phát triển vững vàng trong sự nghiệp, đồng thời tạo sự chia sẻ trong các mối quan hệ đời sống hàng ngày. Màu xanh dương nhạt giúp người tuổi quý sửu mệnh Mộc thể hiện được trí tuệ, sức mạnh, vững vàng. Bên cạnh đó, màu xanh dương đậm tượng trưng cho tính chuyên nghiệp và hiệu quả màu xanh lá dùng để trang trí không gian sống của người mệnh mộc trở nên thoáng đẳng, tươi mới và đem lại cảm giác nhẹ nhàng thanh bình. Tuổi quý sự mệnh mộc nên tránh màu. Đối với người mệnh mộc thì nên tránh sử dụng đồ màu trắng làm cho họ trở nên xui xẻo không may, nhưng nó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ khắc chế sự may mắn, thành công và giàu sang của người mệnh mộc. Người tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, 1949-2009. Theo phong thủy thì hợp với màu đỏ, cam, tím, xanh lá và kỵ với màu xanh nước biển, đen. Màu đỏ là màu bản mệnh của mệnh hỏa và có ý nghĩa tương hợp nên nó đem lại may mắn, thành công và tình duyên thuận lợi cho người mệnh hỏa. Màu cam mang lại sự tươi vui, phấn khởi và là biểu tượng cho sự nỗ lực, sáng tạo, cuốn hút cho người tuổi kỷ sửu mệnh hỏa. Màu tím với người tuổi kỷ sửu mệnh hỏa tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, giàu có và thèm khát. Đối với người tuổi kỷ sửu mệnh hỏa sử dụng màu xanh lá giúp họ bình tĩnh, ôn hòa cũng giúp suy nghĩ chín chắn hơn, tuổi kỷ sử mệnh hỏa nên tránh màu đen, xám, xanh biển sẫm đây là màu của hành thủy khắc hỏa nên sẽ tiết chế sự may mắn, giàu sang của người mệnh hỏa. Ngoài ra, người mệnh hỏa không nên chọn màu vàng, nâu đất nó dễ bị suy yếu, mất năng lượng khi sinh ra thổ.